chúng ta có thể nhận diện khuôn mặt ảnh tượng thánh giá Chúa Giêsu nơi đây là khuôn mặt này, vì khi tôi ôm ảnh tượng thánh giá này cầu nguyện cùng đồng bào vào ngày 29 tháng 8 năm 2009 thì khuôn mặt Chúa Giêsu hiện ra trên nền trời. Đồng bào có thể coi kỹ một lần nữa, nét giống nhau, và tôi sẽ đi vào chi tiết để cho đồng bào nhận diện. Đồng bào để ý hình ảnh khuôn mặt Chúa Giêsu nơi đây. Đây là ánh mắt của Ngài. Ánh mắt của Ngài đã bị nhân loại đánh chảy máu mắt. Và đầu của Ngài thì nhân loại đã đội mũ gai ác độc, tội ác của nhân loại chúng ta, tham sân si hung dữ ác độc. Và mũ gai này có quỷ sa tăng ở nơi đây, mà thấy sừng của quỷ sa tăng đây, sừng hắn đây, và mắt mũi miệng hắn đây, và mũ gai tội ác của nhân loại đã đổ lên đầu Ngài, và nhân loại đã đánh Ngài chảy máu mắt và dập mũi, sưng mũi, sống mũi Ngài bị sưng lên, ông bà thấy không? Và môi miệng của Ngài bị tét dập ra, và râu Ngài thì nơi đây, ông bà để ý coi, đó là chi tiết. Và đồng bào để ý phần này thì đây là đầu của một sư tử cùng một ánh mắt với Thiên Chúa Giêsu, mà trong sách Khải Huyền có nói về sư tử nhà Juda, tức là Thiên Chúa Giêsu. Sách Khải Huyền Thánh John 5:5 đoạn 5 phần 5 có nói về sư tử nhà Giuđa. Và thưa đồng bào thương mến, hình ảnh này chúng ta thấy có vòng cầu ngũ sắc nơi đây, và mặt trời thì ở hướng này, mặt trời chính giữa ở đây, và vòng cầu ngũ sắc ở đây. Đồng bào cũng biết là hình ảnh này hiện ra trên mây lớn vô cùng, tại vì đây là vòng cầu ngũ sắc bao xung quanh mặt trời ở chính giữa, mà khuôn mặt Chúa hiện ra rất là lớn, vô cùng lớn. Và vòng cầu ngũ sắc thì đồng bào biết rồi, cái hình hình gốc là đây, cái màu gốc nè, đó, đồng bào nhìn kỹ thấy có màu ngũ sắc nơi đây, vòng cầu ngũ sắc đây nè, khuôn mặt Chúa nơi đây. Tôi cần chia sẻ cho đồng bào được biết qua sự soi sáng của Cha Trời Thượng Đế Toàn Năng bảo tôi nhắc nhở cho nhân loại được biết. Đây là vòng cầu ngũ sắc nói lên lời giao ước, lời hứa của Cha Trời Thượng Đế Toàn Năng sẽ cứu rỗi nhân loại. Và đồng thời vòng cầu ngũ sắc này còn nói lên là khi Ngài thời điểm tận thế xảy ra, lúc đó mặt trời sẽ chuyển động mạnh và các tầng trời sẽ rung chuyển,
và các tinh tú, cả càn khôn sẽ chuyển động, và mặt trời và nhiều tinh tú sẽ nổ. Và lúc đó sức nóng sẽ tấn công vào quả địa cầu. Cùng lúc trước đó cũng như cùng lúc sẽ có nhiều biến động xảy ra trên quả địa cầu, đủ thứ tai nạn vô cùng khủng khiếp. Tuy nhiên, vào ngày sau chót là ngày mà các tầng trời chuyển động, và vì sao các vì sao và mặt trời nổ tung, sức nóng mặt trời sẽ tấn công vào quả địa cầu. Lúc đó sẽ có động đất vô cùng khủng khiếp và sóng thần tsunami, nước biển sẽ dâng lên tới mây. Và lúc đó sẽ có hàng tỷ tỷ người sẽ bị vùi vào biển sâu và sẽ bị quỷ Satan bắt làm nô lệ. Nếu nhân loại không lo giúp đỡ cho nhau, kêu gọi giúp đỡ cho nhau để cùng nhau sám hối gấp. Tôi chia sẻ và dẫn chứng cho đồng bào biết về việc sóng thần tsunami, nước biển sẽ dâng lên tới mây và sẽ có hàng tỷ người sẽ bị nuốt chửng vào lòng nước biển đại dương, cũng như sẽ bị nuốt chửng bởi quỷ Satan vô cùng khủng khiếp. Kính thưa đồng bào quý mến, đây là hình ảnh quỷ Satan. Đồng bào để ý, đây là hình màu gốc. Đồng bào thấy đây là hình tôi làm đậm hơn để đồng bào có thể nhận diện chi tiết rõ ràng hơn. Và hình ảnh này tôi chụp được cùng ngày 29 tháng 8 năm 2009. Đồng bào để ý, nơi đây đồng bào sẽ thấy đây hình ảnh con rắn độc quỷ mãng xà, mình nó dài lắm, xà xuống quả địa cầu biến thành quỷ Satan, đầu sọ người, đầu lâu hắn đây, mắt hắn đây, và đồng thời con rắn độc của hắn đây há miệng ra, và mình của quỷ Satan và mình của quỷ mãng xà là màu xanh đậm. Đồng bào thấy đứng ở đang chúng đang ở phía sau tôi đang rình rập, vì tôi là người thường cũng giống như tất cả anh chị em chúng ta, thì có nghĩa rằng là quỷ Satan lúc nào cũng luôn luôn ở gần chúng ta và xung quanh chúng ta để giăng bẫy ngõ hầu chúng tìm cách cướp mất linh hồn và sự sống của chúng ta nếu chúng ta cho chúng có cơ hội. Nơi đây đồng bào sẽ thấy hình ảnh gì? Đây là con rắn độc quỷ mãng xà. Đây là hình ảnh thiên thần Lucifer phạm tội kiêu ngạo và đã bị cha trời thượng đế toàn năng đuổi ra khỏi
thiên đàng, và chúng đã sa xuống quả địa cầu hằng hà sa số, và chúng biến thành quỷ sa tăng. Đầu hắn đây, mình hắn đây, và luôn luôn tìm cách cướp mất linh hồn và đời sống chúng ta. Vì lẽ đó, chúng ta hãy cẩn trọng, và chúng ta bắt buộc, cần thiết, vô cùng quan trọng vì sự lợi ích và tồn tại của mỗi chúng ta cùng càn khôn, và vì sự sống đời đời mà Cha Trời Thượng Đế toàn năng luôn luôn sẵn sàng ban cho chúng ta là con cái của Ngài. Vì lẽ đó, chúng ta cần phải sống theo những điều chỉ dạy của Cha Trời Thượng Đế toàn năng qua sự dạy dỗ chu đáo, cặn kẽ, đầy đủ của Thiên Chúa Giê-xu, thì chúng ta sẽ không bao giờ bị quỷ Sa-tăng bắt làm nô lệ đời đời kiếp kiếp. Và khi tôi xây hình ảnh này về hướng này, thì đồng bào thấy đây là khuôn mặt Thiên Chúa Giê-xu, mắt, mũi, miệng. Chỉ hơi khác một chút xíu là vì thời gian chụp chỉ cách nhau khoảng vài phút, mà ở trên mây cao lắm thì gió thổi mạnh lắm thì hình ảnh biến đổi chút xíu, tuy nhiên cái nét vẫn còn đó. Đồng bào thấy không? Và bây giờ tôi chuyển về màu nguyên thủy để cho đồng bào nhận diện. Và đây là màu nguyên thủy khuôn mặt Chúa Giê-xu nơi đây. Và quỷ Sa-tăng nơi đây, thiên thần Lucifer, bị đuổi ra khỏi thiên đàng, sa xuống quả địa cầu, biến thành quỷ Sa-tăng. Chúng nó đứng ngay sau lưng tôi, có nghĩa rằng là chúng nó luôn luôn ngay sau lưng nhân loại chúng ta và sẵn sàng cướp mất linh hồn và đời sống chúng ta nếu chúng ta cho chúng nó cơ hội. Và đồng bào có thể nhìn thấy một hình ảnh nữa, là đây là hình ảnh Chúa Thánh Thần giăng hai tay ra và đạp lên đầu thằng quỷ Sa-tăng này để mà cứu tôi, tức là cứu đồng bào nhân loại, vì tôi là con người. Hình ảnh này nói lên Cha Trời Thượng Đế toàn năng là đứng yêu thương tất cả nhân loại chúng ta, luôn luôn lúc nào cũng quan tâm đến mỗi chúng ta. Kính thưa đồng bào quý mến, và đây là khuôn mặt quỷ Sa-tăng đã hiện ra, và hình ảnh tsunami sẽ xảy ra, nước sẽ dâng tới tận mây xanh. Lúc đó sẽ có hàng tỷ người thiệt mạng. Trước khi tôi đi vào chi tiết về phần này, tôi cần nhắc nhở cho đồng bào được rõ về trách nhiệm và bổn phận của mỗi chúng ta đối với lời mời gọi của Cha Trời Thượng Đế toàn năng. Đồng bào cần được biết là chúng ta
có bổn phận thông báo những tin mừng phép lạ mà tôi vừa trình bày cho đồng bào được biết. Là những phép lạ này và những phần sấm điển vô cùng quan trọng này, chúng ta có bổn phận thông báo cho tất cả các cơ quan truyền thông trên thế giới, cũng như chúng ta cần phải thông báo cho tất cả các nhà lãnh đạo trên thế giới của mỗi quốc gia, để từ đó họ thông báo cho đồng bào dân tộc ở trong đất nước của họ. Họ là ai? Họ là đồng bào ruột thịt nhân loại của chúng ta. Họ là anh chị em nhân loại của tất cả anh chị em nhân loại chúng ta, là con cái của cha trời thượng đế toàn năng. Tôi đã cố gắng thông báo trên 3 năm nay, nhưng mà vì sức người có hạn, tôi cùng một số nhỏ rất là ít, chỉ đếm được đầu ngón tay thôi, cùng nhau góp sức thông báo cho đồng bào nhân loại và các cơ quan truyền thông, báo chí truyền thanh, cũng như các nhà lãnh đạo trên thế giới. Thế nhưng vì sức người có hạn, chúng tôi chỉ là một group, một nhóm rất nhỏ. Vì thế khả năng chúng tôi không đủ để mà mời những cơ quan truyền thông thế giới cùng nhau làm việc vĩ đại này. Vì những cơ quan truyền thông đó cũng như những nhà lãnh đạo trên thế giới, một số đã biết những sự việc này mà họ chưa dám góp phần vào việc mời gọi của cha trời thượng đế toàn năng, là tại vì họ chưa sẵn lòng và tại vì họ chưa thực sự sám hối, cũng như tại vì họ đã và đang bị cám dỗ bởi vật chất, danh vọng, ảo quyền, thế gian xảo bề ngoài. Họ yêu cầu phải có tiền đưa cho họ thì họ mới thông báo những phần phép lạ sấm điển vô cùng quan trọng này trên news, trên những cơ quan truyền thông quốc tế của họ, cũng như những nhà lãnh đạo trên thế giới. Họ chưa sẵn sàng nhập cuộc, bởi vì khi họ nhập cuộc thì họ cần phải thay đổi cuộc sống cũng như lối làm việc của họ. Bởi vì hiện tại hầu hết tất cả những nhà lãnh đạo trên thế giới và những kẻ giàu có vật chất, thế gian xảo, cũng như những kẻ đại diện chủ nhân các cơ quan truyền thông trên thế giới, họ đã và đang chìm đắm
công vật chất và tiền tài danh vọng ảo quyền. Tức là phải có tiền, phải có lợi cho họ trước thì họ mới thông báo những tin mừng vô cùng vĩ đại này. Kính thưa đồng bào quý mến, nói đến đây tôi cần chia sẻ riêng cho đồng bào ruột thịt dân Việt chúng ta được rõ. Hình ảnh Thiên Chúa Giêsu đã chịu chết để ban cho nhân loại chúng ta có cuộc sống đến ngày hôm nay. Trong đó có sự nhận lãnh hồng ân của Cha Trời, đặc biệt qua sự hy sinh của Thiên Chúa Giêsu. Và dân tộc Việt chúng ta đã và đang và sẽ mãi mãi lãnh nhận. Bởi vì dân tộc chúng ta đã được chọn lựa và đã được mời gọi trước. Vào việc chuông gọi hồn trình diện Cha Trời Thượng Đế Toàn Năng. Bởi vì dân tộc Việt chúng ta đã được biết trước những phép lạ hình ảnh này và những sấm điển vô cùng quan trọng của Cha Trời ban cho. Vì tôi là người Việt, gốc Việt, và một số đồng bào ruột thịt thân thương quý mến của chúng ta làm việc với tôi, và chúng ta đã nhận lãnh được những phép lạ vô cùng vĩ đại mà Thượng Đế đã hiện ra. Khuôn mặt Thiên Chúa Giêsu, hình ảnh sư tử nhà Chúa mà trong sách Khải Huyền có thông báo về phần này, và những phép lạ vô cùng đặc biệt. Giờ đây tôi cần cho đồng bào coi hình ảnh sư tử nhà Chúa mà tôi làm một hình đậm hơn để cho đồng bào có thể nhìn chi tiết rõ hơn. Rồi tôi sẽ dẫn chứng cho đồng bào Việt chúng ta được biết là chúng ta cần phải làm gì gấp đối với việc làm của Cha Trời ban cho nhân loại. Việc làm vô cùng vĩ đại mà mỗi người Việt chúng ta đã vô cùng may mắn được Cha Trời Thượng Đế Toàn Năng cho biết trước và mời gọi trước tất cả những giống dân khác. Đồng bào thấy để ý rõ đây, đây là ánh mắt của sư tử nhà Chúa, sư tử Cha, và đây là môi, đây là mũi miệng, và đây là thân mình của sư tử Cha. Ánh mắt, mũi miệng và thân mình, và đây là sư tử con há miệng ra, lưỡi thì cong queo đây, và răng cỏ đây, và đuôi thì ở đây,
và hai chân thì ở đây. Một hình ảnh sư tử con nữa, đó là đầu hướng này, đuôi thì nơi đây và chân thì nơi đây. Tức là hai sư tử con đang chơi và được sự bảo vệ của sư tử cha là Thiên Chúa Giêsu, mà trong sách Khải Huyền có nói về phần này. Ba cha con sư tử nhà Giuđa bay ngang qua mặt trời cho gia đình chúng tôi chụp được và bảo chúng tôi mời gọi toàn thể đồng bào dân Việt chúng ta cùng nhau nhập cuộc thông báo những tin mừng vô cùng vĩ đại và vô cùng cần thiết nhất mà nhân loại, tất cả nhân loại cần phải biết để cùng nhau đáp lại lời mời gọi của Cha Trời Thượng Đế Toàn Năng, để cùng nhau giúp đỡ cho nhau, sám hối gấp, ngõ hầu nhiều người nhân loại chúng ta được cứu rỗi. Vì thế tất cả người Việt chúng ta phải sốt sắng đáp lại lời mời gọi của Cha Trời Thượng Đế Toàn Năng thì mới thật sự là những đứa con cưng vô cùng đặc biệt mà Cha Trời Thượng Đế Toàn Năng đã ưu ái chọn lựa và mời gọi trước, vì chúng ta đã được biết trước những phép lạ này. Kính thưa đồng bào quý mến, và đây là hình gốc sư tử nhà Giuđa mà tôi chụp được cho đồng bào coi để đồng bào nhận diện. Đây là màu gốc, và màu vừa rồi là tôi làm đậm hơn để cho đồng bào xem xét chi tiết rõ hơn. Tuy nhiên màu gốc thì cũng rất rõ ràng nếu chúng ta nhìn bằng cặp mắt hiền hòa tâm linh của chúng ta sẽ nhận diện được ngay đây là sư tử con được bảo vệ bởi sư tử cha, và chúng ta là những sư tử con và sư tử cha là Đức Cha Trời Thượng Đế Toàn Năng. Kính thưa đồng bào quý mến, đây là hình ảnh quỷ Sa-tăng hiện ra. Cha Trời Thượng Đế Toàn Năng cho phép quỷ Sa-tăng hiện ra để nhắc nhở cho nhân loại được biết, nếu mà chúng ta không thật tâm cậy trông vào Thiên Chúa Giêsu thì chúng ta sẽ bị quỷ Sa-tăng bắt làm nô lệ hàng ngàn năm, nhiều đời nhiều kiếp, vô cùng khủng khiếp. Và đồng thời đây là hình ảnh có ông rồng của Cha Trời Thượng Đế Toàn Năng, tức là ông rồng Vương Đạo Việt. Đó là những người sống thuận ý, đẹp lòng Cha Trời Thượng Đế Toàn Năng, đang làm việc cùng Cha Trời để đuổi bọn quỷ dữ này, ngõ hầu có thể cứu được nhiều người.